khoảng nhiêu anh? Cái này 320. 320 ha. Cho thuê 45 triệu. Cho thuê là 45. Dạ. Thì chủ vườn nói là cây này là 300 mấy đó quý chị, cho thuê là 45 triệu nha. Mâm soi. Một cặp khoảng nhiêu tiền anh? Dạ cặp về 300 ngàn cặp anh. 300 ha. Dạ. Một chậu là 300 150. 150. Ừ. Nếu mà nói về cúng mâm soi này 300 thì tính năm nay rẻ hơn năm trước phải rồi. Ngoài năm nay rẻ hơn. Là do là thấy kinh tế của bà con mình xuống rồi cho mình bán giá mềm lại cho bà con mình trước Tết anh ha. Đúng rồi. Dạ. Ủa mình lên nay mấy ngày rồi anh? Dạ em mới lên này đêm hôm mà anh này. Mới lên đêm hôm mà sáng giờ bán được cặp nào chưa? Dạ cũng được lấy gai rồi. Thì cũng mong cô chú anh chị có xem qua màn hình hương cho gia đình thì năm nay mình lên được mâm soi không hả anh? Có lên được dạ, mâm soi không ạ. Mua ủng hộ cho mấy cô chú. Thì năm nay anh thấy như thế nào anh? Tình hình như thế nào? Em thấy bông năm nay thấy ít hơn năm rồi. Ít hơn lên ít hơn đúng không? Dạ ít hơn. Dạ cũng do kinh tế này nọ đó cho nhà vườn không dám lên nhiều. Dạ dạ. Đó mới được có 3 cây mai khủng thôi. Nên 3 cây mai khủng nè. Thì thấy không? Đó. Bộ rễ rất là dữ nè. Rễ rất là đẹp luôn. Coi nhà vườn này là nhà vườn gì đó. Kính chào quý khách, mã là 099999. Ở đây là vườn Mai Hưng Thịnh. Vườn ở đây là nhà vườn quận 12 không có. Nhà vườn Hưng Thịnh nha quý bà anh chị. Hiện tại đang bán ở là trưng bày đang ở chỗ công viên gia đình nha. Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì em sẽ vào bên trong để mà em chia sẻ cho tiếp tục những gốc mai cho quý bạn chị xem nha. Đó, như là ở trong phía bên trong này thì có những gốc mai rất là đẹp, hoành nè, là khủng luôn. Đó, quý chị thấy không? Thì hôm bữa là ngày 22, hôm nay là ngày 24 nha quý bạn chị, 24 Tết. Thì rồi em quay sơ lại quý chị, đây là những gốc mai nè, không biết là nhà vườn tên gì luôn. Không có để tên nhà vườn. Đó. Những cây gốc mai rất là khủng luôn ha. Wow, cây này mà cái chiều ngang ở đây có tên chủ nhà vườn này quý chị nha. Vườn mai Nguyên Văn Hoàng, chuyên cung cấp ghép mai bonsai cho thuê luôn nha. Ở địa chỉ là 229 đường khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12. Thành phố Hồ Chí Minh, đó là cho thuê luôn quý bà anh chị nha. Đó gốc mai bề ngang là phải 3 vòng tay của em mới hết nha anh chị. Cây này chắc cũng phải vài trăm không hết đâu. Đó, rất là khủng luôn à. Đây những gốc mai là khủng nhất nè. Mấy hôm nay em đi chia sẻ rất nhiều nơi rồi nha. Nhà mai là Nguyên Văn Hoàng nha quý bà anh chị nha, ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang trưng bày ở công viên gia đình, mặt tiền luôn ngay chỗ cầu đi bộ nha quý bà anh chị. Đó những gốc trồng mai rất là bự là khủng luôn. Quý ông bà anh chị nào có muốn lại nhà ủng hộ hay chiêm ngưỡng những cái chậu hoa ở đây thì hãy đến đây nha, ngay cầu đi bộ luôn. Đó đây là những anh em ta đang làm việc. Đó, nụ rất là nhiều, bông rất là nhiều quý anh chị nha. Bông rất là nhiều luôn, xum xê luôn. Còn ở đây là mấy hoa ấy thôi. Đây là những mai bonsai nhỏ thôi, bonsai nhỏ đâu quý anh chị. Đó. Thì bên đây đang lên xuống mai đó nè. Wow, ở đây mới là những gốc mai thật tuyệt nè, gốc nào cũng đẹp hết. 370 triệu. Cái gốc này hả? Cho thuê là mấy chục triệu á. Gốc mai vàng. Cái này chắc khoảng 4 gan tay, chiều ngang 4 gan, bộ rễ đẹp ha. Đây nè. Đủ quá trời đủ. Đây là ăn Tết là xung bày. Cho anh thôi. Ngồi cái đế không là 4 người bê đó. Chế cái xe này cũng hay ha, cũng tiện nè. Chuyên nghiệp bán mỗi năm mà. Thứ hai là ở nhà vườn ta cũng bán cho khách đó. Quay vô. Rồi, để đi chấp. Rồi, để đi chấp đây. Vô. Bơm ra phía mập, bơm lên mập. Bơm lên mập luôn. Để chậu lên nè, để chậu lên nè. Rồi, 2,
xíu, hạ nhẹ nhẹ, bấm tay nhẹ ơi. Rồi, qua nè. À, vô. Đắp ơi. Qua lắm rồi, đẩy. Qua anh kia, qua anh kia bớt. Đâu, đâu rồi, đẩy người anh kia đi. Nhẹ nó đẩy một bánh ơi. Qua đâu đó. Đẩy bánh ơi. Rồi, đi đi. Đợi mình thôi. Đó, quá cái bộ rễ cây này rồi. Nè, bộ rễ này đẹp quá. Nè. Rồi, quá cái bộ rễ đều luôn nha. À. Cái đấy đẹp. Ờ, đều đẹp ghê á. Wow, quá đẹp. Cây này chắc mới vài trăm. Quá trời. Đẹp quá không? Rang luôn. Rất là nhiều bông luôn. Rất là nhiều bông luôn quý mọi người nha. Rất là nhiều bông luôn. Cây này khoảng nhiêu anh? Cây này 320. 320 ha. Cho thuê 45 triệu. Cho thuê là 45. Dạ. Thì chủ vườn nói là cây này là 300 mấy đó quý chị, cho thuê là 45 triệu nha. Đó. 320 cho thuê 45 triệu. Cây kia là hình như cũng vậy đó. Ở đây có để nhà vườn nè Nghiệp. Thấy không? Cái tên nhà chủ vườn mai luôn đó. Đúng không? Có tên nhà vườn đấy. Có tên nhà vườn không? Bây giờ anh em mình qua đây chia sẻ nhiều gốc mai đẹp lắm nè Nghiệp. Đây. Đó. Thì cạnh bên mà đang vận chuyển mai xuống nhà vườn vẫn tiếp tục đi vận chuyển những gốc mai khủng và đẹp nhất của quý bà anh chị. Để trưng bày để cho bà con mình Tết có thể là mua hoặc là thuê. Đến đây để thuê mua. Về mình đi chơi Tết nha. Đây. Đó. Mai này nhờ nó mấy cái tàn thôi ha, chứ bộ rễ không bằng mấy mai kia. Ở đây có số điện thoại cũng như là tên nhà vườn nè. Đây. Vườn mai Thanh Phạm. À, mai ghép nghệ thuật. Đây có để giá không? Không thấy, để bên kia. Bên kia mới thấy được. Để em đi vòng cho quý bà anh chị xem nha. Đó. Số 26 là để số thôi chứ không có để ấy nha. Trời ơi nè. Quá đẹp anh chị ơi. Đẹp lung linh luôn. Vườn mai Thanh Phạm. Ồ, cái bộ rễ cây này đẹp nè. Rồi mấy anh làm hoặc là như thế nào đó nằm ngủ luôn anh chị thấy không? Lại tiếp một cây mai quắn nè. Mai gì? Gọi là mai quắn hả? Mới biết. Ai không biết chứ giờ biết. À, những gốc mai khủng mà đẹp nhất á, thì đã trưng trên cái mặt bằng của trên đường chỗ mà đường đối với chỗ công viên mà gia đình nha quý bà anh chị. Đó những gốc mai. Những bộ rễ rất là sum vầy luôn, rất là to luôn anh chị ha. Đó. Em quay ngược cái nắng á, cho nên nó chói không chị nha. Thì em sẽ chia sẻ về những cái clip đó. Đây là những cái mai mà rất là to và đẹp. Thì chủ vườn muốn mà lên làm gì đó phải bắt cái thang từ đó lên để mà mới làm việc được trên đó đó quý anh chị. Đó, nó phải cái đế, tính cái đế luôn khoảng là chắc 3 mét mấy á. Mai trên trăm năm hả? Trên trăm năm hả? Rồi, là cái cây này thôi hả? Gốc à. Còn cái ghép này thì mấy mùa. Gốc trăm năm. Một gốc mai trăm năm. Xếp rồi. Đây là loại thường. Loại thường nha quý bà chị. Thì em sẽ luồn vô cái vườn mai. Anh này đang làm tỉa lại nè. Bắt cái thang lên chứ đâu cái ghế nào vừa. Vườn mai là vườn mai tên gì? Vườn mai Thanh Phạm. Đang trưng bày mặt tiền trước của công viên gia đình quý bà anh chị. Em chia sẻ, em chồng cho anh chị xem nha. Oh,
rất là đẹp luôn các chị ơi, mai khủng không, mai rất là đẹp luôn. Thì cũng như là nãy giờ em chia sẻ, mà khi mà xe tải mà đưa xuống đó quý bạn chị, thì có những cái mai 300 mấy 400 triệu một cây luôn đó. Bên kia hiện tại bây giờ mới xuống có 4 cây thôi đó. Thì em qua cạnh bên đây là vườn mai của người khác, là một cái gốc mai này bị ngang là khoảng 3-4 vòng tay của chị, 3-4 vòng tay, tại vì ở ngoài nhìn vậy thôi chứ mà ở ngoài rất là to chị nha. Đây nè, còn bên đây là mai thì dạng như là giá trị nó thấp, nó nằm khu vực bên đây. Bên kia thì em thấy trưng bày lác đác thôi, lác đác thôi quý anh chị nha. Em cho đây nè, những gốc mai nè. Ôi cái chậu này là mình ngang là 1 mét mấy luôn á, chậu 1 mét mấy luôn nha. Chiều hoành chiều ngang từ bên đây qua đây là 1 mét mấy đó, chiều cao là nó khoảng là 3 mét, tại vì chọc cao 1 mét 8 mấy rồi, nó cao cỡ này nữa chị thấy không. Đó, đây ra nữa nè, ở trong kia phía bên kia là hoa giấy. Quá trời bông luôn, quá đẹp, ước gì mình sở hữu đựng cây vào nghiệp. Đó. Đi ra phía ngoài tí đây, em quay mà phía trong nha quý chị. Đây là những cái mai mà dạng như là giá trị nó rẻ một tí đó, giá trị nó rẻ. Còn bên kia là những gốc mai khủng ha. Đây. Thì khúc trên đó là cũng mai luôn anh chị, mà mai thường thôi. Em cũng chia sẻ rất là nhiều mai rồi. Ở đây là hoa giấy, bên đây là phía trong này hoa giấy thì nó rất là nhiều màu. Rất là nhiều màu luôn. Nhìn rực rỡ không anh chị? Nè. Rực rỡ không? Đó, ngũ sắc là nói chung là rất là nhiều màu. Rất là nhiều màu luôn. Em chia sẻ nhiều cái hoa giấy à. Hiện tại hoa giấy ở đây là vào chỗ cái chủ vườn này là xuống rất là nhiều luôn, từ ở khu vực bên đó mà chạy dài trưng bày qua tới bên đây luôn. Thấy là mấy cây này là đẹp nhất nè, nó rất là nhiều màu sắc, chắc là nè đó, cây này chắc mấy triệu à, nó vài triệu đó. Chậu vậy chắc phải mấy triệu á. Chậu quý mà nó mấy triệu. Gốc bự mà. Gốc bự mà đẹp á. 30 cũng lên. Má, tụ tập thêm tí thì không. Rất là đẹp luôn. Gốc đó là trời chưa gốc. Mình mà nếu mà chị em nào mà đang hiện tại đang trưng bày ở công viên gia đình với quý bạn chị, cái chỗ cái cầu đi bộ á. Đây em sẽ đi một vòng vô đây quý chị xem nè. Đó. Quá trời đẹp luôn. Thì một chậu khoảng vài trăm ngàn thôi quý bạn chị, mà cái này mình dễ trồng lắm chị, mình dễ chăm sóc lắm, không phải như những cái cây nha, mình chăm sóc rất dễ nè. Có bên kia có chị em phụ nữ lại chụp hình Tết. Để em đi vòng qua đây cho chị xem ha. Mai thì nói chung là em chia sẻ đơn sơ lắm, tại vì những gốc mai đó anh chị nó giá rất là đắt, 300-400 triệu một cây. Đó, rồi năm nay không biết nhà vườn, hôm nay ngày 24 rồi, nhà vườn cũng không có lên nhiều nữa đâu anh chị ơi, do nền kinh tế cũng khó khăn cho nên là chủ vườn cũng không dám lên nhiều, chủ yếu chắc cũng là thì ở đây người ta có không cho những mai mà bự đó anh chị, giá trị nó cao quá, thì cũng bà con mình cũng nhà vườn mình chúng cho thuê nha, là cho thuê là 45 triệu là gốc mai đó, trị giá là khoảng 300 mấy chục triệu đó, thì cho thuê là 45 triệu. Đó, bạc ngàn không, hoa giấy mà đi đâu mà tới nghe nói hoa giấy là nó rất là đẹp không chị nha, rất là đẹp. Quá. Đây là mâm xôi, đây là bà con mình tới sau khi chụp hình cũng rất nhiều ha. Đây là hoa màu gà của anh chị, hoa màu gà đó, hoa màu gà ở đây thì chỉ có một màu thôi, một màu đỏ thôi. Thì ở bên đây thì theo như em đi hai hôm nay thì chưa thấy dạng là
qua đào nha quý bà anh chị. Qua đào thì dùng phía ở người Bắc mình á, chân Tết rất nhiều, còn người Nam mình ít sử dụng lắm. Đi nãy giờ ở ngoài công viên thấy đây có bóng đào anh chị. Đây đào nè. À đào là có nghĩa là người ta chặt cái cành thôi quý bà chị, cái cành thôi. Rồi người ta bỏ vô nước mình về chân cái cành hay sao á. À. Đây là hoa đào ha. Đó. Đi rất là xa và lâu mới thấy được ở chỗ bán hoa đào nè. Hoa đào này hơi màu hồng hồng ha. Hồng hồng hơi đậm. Hoa đào này đa số thì em thấy là ở phía Bắc á, người ta sử dụng nhiều quý chị, trưng bày là rất là nhiều. Còn ở miền Nam thì giống như là cúc rồi mai. À đây nữa nè, đây là đào hay sao? Đúng rồi. Đây là đào nè quý chị. Phải đào của ta, đào hoa mai ta. Hỏi em cho hỏi này là bên đây đào luôn hả em? Mai hả? À. Không có búp ta. Là hai em này bán đào. Đào thì bông nó nở mà hồng hồng nó đỏ. Đó chị thấy không? Có đào. Đó, đây là dạng thọ anh chị. À, dạng thọ thì có màu hơi cam cam với màu vàng đó. Thì nhà vườn của mình cũng lưa thưa thôi anh chị, chưa nhiều. Hôm nay là do 24 không chưa lên nhiều đó anh chị, chưa lên nhiều cho nên là cũng còn vắng, chắc tối nay hoặc là mai về là lên nhiều. Ở đây có những chậu ớt mini, trái thì tròn ha. Trời, trái ớt. Cái này trái ớt mà em tưởng trái cà ha. Đó. Ớt rất là bự luôn. Nó vắng lắm. Thì đây có gian hàng mà bán tắc. Tắc nè. Này chụp hình luôn à, cái chị đó đứng chụp hình luôn. Chụp hình hơi rụng trái luôn. Tắc là trái là xum xê luôn. Ở ngoài là mini, còn ở trong đây là những chậu tắc mà to. Một chậu này chắc em nghĩ khoảng mấy trăm đến 1 triệu đó. Tại vì trái nó xum xê rất là nhiều anh chị nha. Rất là nhiều luôn. Và clip chọc đến đây cũng xin kết thúc nha. Hẹn quý bà anh chị những clip tiếp theo, quý bà anh chị xem. Hãy chưa đăng ký và like, chia sẻ giùm em quý bà anh chị. Em cập nhật chợ Tết cho quý bà anh chị mình xem. Bye bye tất cả quý bà anh chị ạ.